Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thế giới lo ngại về vaccine của Nga và Trung Quốc, Việt Nam đặt về tiêm cho dân. Nga và Trung Quốc đang tự biến mình thành hai nước dẫn đầu trong cuộc chạy đua nghiên cứu vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán với việc đốt cháy các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cũng như hạ thấp các rào cản pháp lý. Thế nhưng, các vaccine chống viêm phổi Vũ Hán đầu tiên do Nga và Trung Quốc bào chế còn có cùng một khuyết điểm tiềm năng, đó là chúng được dựa trên virus cảm cúm thông thường mà nhiều người bị phơi nhiễm, do đó mang tính hiệu quả hạn chế. Vaccine của CanSino Biology được chấp nhận sử dụng trong quân đội Trung Quốc là một hình thức được điều chỉnh của virus adeno loại 5. Đây là hình ảnh trụ sở của công ty CanSino Biology tại Thiên Tân, Trung Quốc. Còn vaccine do Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh vật học Camelia ở Moscow bảo chế được chấp thuận tại Nga từ ngày 11 tháng 8 vừa qua với cái tên Sputnik V, dù còn hạn chế về thử nghiệm, cũng dựa trên AD5 và một loại virus adeno thứ nhì ít thông dụng. Các nhà nghiên cứu cũng đã thử nghiệm vaccine dựa trên AD5 để chống lại những loại nhiễm trùng khác nhau trong nhiều thập niên, nhưng không có loại nào được sử dụng rộng rãi. Họ sử dụng những virus vô hại như là những vector để chuyên trở gen từ những virus được nhắm mục tiêu, trong trường hợp này là virus corona chủng mới, đến tế bào cho con người, khiến tạo nên đáp ứng miễn nhiễm để chống lại virus hiện hữu. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng đã có kháng thể chống AD5 có thể khiến cho hệ thống miễn nhiễm tấn công vector thay vì đáp trả virus corona, làm cho vaccine kém hiệu quả. Bà Anna Dublin, một nhà nghiên cứu vaccine tại trường đại học John Hopkins đã nói, AD5 làm tôi quan ngại vì nhiều người được miễn nhiễm, tôi không chắc chắn chiến lược của họ, tức là Nga và Trung Quốc, là gì. Có thể vaccine không hiệu quả và không hiệu nghiệm 70%, và có thể chỉ hiệu nghiệm 40% và còn hơn không cho tới khi có vaccine nào khác. Chính vì vậy mà nhiều nhà nghiên cứu chọn virus adeno thay thế hoặc cơ chế chuyển giao thay thế. Đây là hình ảnh chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci. Vaccine do trường đại học Oxford và Astra hợp tác phát triển dựa trên virus adeno ở loài khỉ, tránh vấn đề AD5. Vaccine của công ty Johnson & Johnson dùng AD26, một chủng tương đối hiếm. Còn bác sĩ Shao Xing từ trường đại học Manchester của Canada từng làm việc với CanSino của Trung Quốc về vaccine đầu tiên dựa trên AD5 để ngừa lao vào năm 2011 đã nhận định như sau. Ứng viên vaccine của Oxford có lợi thế hơn vaccine tiêm của CanSino của Trung Quốc. Ông Xing cũng lo ngại liều cao của vector AD5 trong vaccine CanSino có thể gây sốt, tạo nên những nghi ngờ về vaccine. Bác sĩ Ed, giám đốc trung tâm vaccine của Viện Mista ở Philadelphia, Mỹ phát biểu như sau. Tôi nghĩ vaccine sẽ tạo được miễn nhiễm tốt ở những người không có kháng thể đối với vaccine, nhưng nhiều người lại có. Tại Trung Quốc và Mỹ, khoảng 40% người có mức kháng thể cao từ việc trước đây từng phơi nhiễm với AD5. Tại châu Phi, các quốc gia nói mức kháng thể đó có thể lên tới 80%. Một mối lo ngại khác đến từ vaccine dựa trên AD5 của Nga và Trung Quốc, đó là vaccine này có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV. Trong một cuộc thử nghiệm vaccine chống HIV dựa trên AD5 của Merck UNCEO vào năm 2014, những người có miễn nhiễm rồi dễ bị nhiễm virus gây bệnh AIDS hơn. Các nhà nghiên cứu, trong đó có chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, bác sĩ Antonio Fauci, trong một bài viết vào năm 2015, nói phản ứng phụ này có phần chắc chỉ có ở vaccine HIV. Tuy nhiên, họ lưu ý việc này nên được theo dõi trong và sau thử nghiệm đối với tất cả các vaccine dựa vào AD5 trên các đối tượng có nguy cơ. Kể từ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Sputnik V là vaccine viêm phổi Vũ Hán được cấp phép đầu tiên trên thế giới, thì đến nay đã có hàng vạn người Nga đăng ký thử tiêm vaccine Sputnik V. Đây là hình ảnh vaccine Sputnik V do Viện Nghiên cứu Camelia tại Moscow, Nga phát triển. Quyết định của Nga đã vấp phải sự hoài nghi và lo lắng trong giới y khoa vì loại vaccine này mới chỉ được thử nghiệm trên người ở quy mô nhỏ trong thời gian dưới 2 tháng, thiếu dữ liệu thử nghiệm đầy đủ. Các thử nghiệm liên quan tới Sputnik V đã được thực hiện trong tháng 6 và tháng 7, nhưng thử nghiệm giai đoạn 3 vẫn chưa hề được tiến hành. Các nhà khoa học của Nga cũng chưa công bố bất kỳ thông tin khoa học nào về sự công hiệu của vaccine trong các cuộc thử nghiệm trên động vật hoặc trong các nghiên cứu ở người giai đoạn đầu. Và theo những gì mà giới khoa học đã biết,
thì chỉ có 76 người được tham gia thử nghiệm. Một nửa trong số đó là quân nhân trong quân đội. Một nửa còn lại là dân thường và được nhận khoảng 1.350 đô la, số tiền gấp 3 lần mức lương trung bình hàng tháng ở Nga. Nhưng phía Nga cũng không công bố chi tiết. Trong giới y khoa, thử nghiệm giai đoạn 3 là rất quan trọng để xác định độ an toàn và công hiệu của vaccine, bởi việc thử nghiệm kéo dài và tiến hành trên quy mô lớn sẽ giúp phát hiện ra tác dụng và tác hại nhỏ ở nhiều đối tượng khác nhau, vốn không thể dễ nhận ra trong cuộc thử nghiệm với ít người tham gia. Ở Mỹ, các loại vaccine tiến vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng đòi hỏi phải nghiên cứu được thực hiện trên 30.000 người. Bác sĩ Antonio Fauci nói ông nghi rằng Nga chưa chắc chứng minh được vaccine chống viêm phổi Vũ Hán mà họ vừa chuẩn thuận là an toàn và hiệu nghiệm. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình National Geographic, ông bác sĩ Fauci nói tiếp, có vaccine và chứng tỏ vaccine đó an toàn và hiệu quả, hiệu nghiệm là hai chuyện khác nhau. Tôi hy vọng là phía Nga đã thật sự minh xác được vaccine đó là an toàn và hiệu quả, nhưng tôi chưa nghe bất cứ bằng chứng nào về việc đó. Tôi hết sức nghi ngờ là họ đã làm việc ấy. Cũng ngay trong giới y khoa của Nga cũng có nhiều người lo ngại về việc vaccine được cấp phép vội vã này. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế của Nga Mikhail Makarov. Theo một cuộc thăm dò qua ứng dụng điện thoại di động vào cuối tuần vừa qua với 3.040 bác sĩ tham gia, 52% trả lời họ không sẵn sàng được tiêm vaccine này, chỉ có 24,5% nói rằng họ sẽ đồng ý được tiêm vaccine. Tuy nhiên, giới chức Nga cho rằng các lời chỉ trích từ phương Tây nhằm vào vaccine của Nga xuất phát từ lòng đố kỵ. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Makarov nói các chỉ trích của phương Tây là không có căn cứ. Hãng thông tấn TASS của Nga cũng trích lời phát biểu của ông Alexander Kubok, giám đốc Viện Kamalea cho biết các chuyên gia vaccine của Nga đã làm việc tại viện nghiên cứu này tới 10 năm. Ông Kinbuk nói tiếp, các nước châu Âu và Mỹ luôn thèm muốn có những nhà khoa học như vậy. Họ đang tìm cách lôi kéo các nhà khoa học của chúng tôi. Và bất chấp những rủi ro, Nga vẫn quyết đi tắt trong cuộc đua nghiên cứu và sản xuất vaccine. Vào ngày 15 tháng 8, Bộ Y tế Nga đã công bố quá trình sản xuất vaccine viêm phổi Vũ Hán và đã được triển khai. Bộ Y tế Nga cho biết vaccine sẽ được triển khai sử dụng với cuối tháng này. Cũng theo bộ trên cho biết, vaccine Sputnik V đã trải qua tất cả các kiểm tra cần thiết và chứng minh có thể xây dựng miễn dịch chống lại virus corona chủng mới ở bệnh COVID-19. Và vaccine có hai thành phần được tiêm riêng, trong đó lần tiêm thứ hai phải được thực hiện sau 3 tuần sau lần tiêm đầu. Hãng tin Sputnik của Nga cũng dẫn lời các quan chức Nga cho biết nước này có thể sản xuất tới 500 triệu liều vaccine trong vòng 12 tháng tới. Một nguồn tin cho biết giá xuất khẩu vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán của Nga ít nhất là 10 đô la cho hai liều. Lô vaccine đầu tiên có thể sẽ khá đắt, nhưng vaccine sẽ trở nên rẻ hơn khi số lượng sản xuất đạt quy mô công nghiệp đủ lớn. Dù còn nhiều quan ngại đối với Sputnik V, một số quốc gia đã đăng ký mua vaccine của Nga, và trong đó, vào ngày 14 tháng 8 năm 2020, Việt Nam cũng cho biết sẽ đặt mua 50-150 triệu liều vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán của Nga. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đặt mua vaccine của Anh và một số công ty trong nước cũng đang nỗ lực nghiên cứu phát triển vaccine này. Còn tại Trung Quốc, vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, nước này cũng đã cấp bằng sáng chế cho vaccine AD5 do công ty CanSino và quân đội kết hợp phát triển. Đây là hình ảnh vaccine chống viêm phổi Vũ Hán mang tên AD5 COVID do tập đoàn Trung Quốc CanSino Biology phát triển, ảnh chụp vào ngày 24 tháng 3 năm 2020. Truyền thông Trung Quốc vào hôm 16 tháng 8 năm 2020 vừa qua đồng loạt cho biết vaccine mang tên AD5 COVID có khác biệt rất lớn so với khoảng 100 vaccine đang phát triển trên thế giới. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời các chuyên gia nhận định việc cấp bằng sáng chế thể hiện tính độc đáo và sáng tạo của vaccine, đồng thời sẽ nâng cao lòng tin của quốc tế vào vaccine COVID-19 do Trung Quốc phát triển. Loại vaccine tái tổ hợp này do công ty dược phẩm sinh học Trung Quốc CanSino Biology cùng với nhóm nghiên cứu thuộc Viện Y khoa Quân sự do nữ thiếu tướng Trần Vi, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm dẫn đầu đồng phát triển. Vaccine này đang được nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Đại diện công ty cho biết hiện việc thử vaccine đang được tiến hành tại Mexico và Saudi Arabia do tại Trung Quốc không có đủ ca bị nhiễm virus. Trong một diễn biến liên quan vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia của Canada loan báo đã chấm dứt đối tác về một vaccine chống viêm phổi Vũ Hán với CanSino vì công ty Trung Quốc thiếu thẩm quyền vận chuyển vaccine vào lúc này. Ngoại trưởng Canada đã khẳng định hôm 27 tháng 8 việc chấm dứt đối tác về vaccine chống viêm phổi Vũ Hán giữa công ty CanSino Biology của Trung Quốc với Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada không nhất thiết
dính líu đến những căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Cũng tại cuộc họp báo vào sáng 27 tháng 8, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng tuyên bố việc chấm dứt hợp tác vaccine không liên hệ gì tới quan hệ ngoại giao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 2 tháng 9 năm 2020 với bản tin Lo ngại về vaccine của Nga và Trung Quốc, Việt Nam đặt về tiêm cho dân. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.